Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo, sĩ Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay về việc xí nghiệp bản đồ tại Đà Lạt đã bị đốt cháy vào lúc nửa đêm. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xí nghiệp bản đồ Đà Lạt, kho lưu trữ quý về bản đồ ở số 14 đường Yersin, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vào lúc 1 giờ rưỡi ngày 9 tháng 6 đã thiêu rụi vào khoảng 1/3 tòa nhà trụ sở của xí nghiệp bản đồ Đà Lạt. Ông La Văn Đắc, cư ngụ trong khu quy hoạch Yersin cạnh xí nghiệp bản đồ Đà Lạt cho biết, vào khoảng 1 giờ 45 phút thì ông nghe nhiều tiếng nổ lớn như là pháo, sau đó thì thấy tòa nhà xí nghiệp bản đồ Đà Lạt bốc lửa. Vụ nổ cháy dài và cháy kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ đã thiêu hủy hoàn toàn vật dụng cùng với phần lớn tòa nhà cổ dùng làm xí nghiệp bản đồ này. Khi sự việc xảy ra, nhiều người bàng hoàng và liên tưởng ngay tới bàn tay nhám nhúa của ai đó đang cố ý phá hoại, vì đây chính là nơi đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về chủ quyền đất nước Việt Nam. Lửa cháy vào lúc nửa đêm khi mà tất cả công nhân làm việc tại xí nghiệp đều về nhà và tất cả máy móc đều được tắt. Theo như các phản ứng trên mạng Internet được ghi nhận trong những ngày qua, thì đa số công luận đặt dấu hỏi về bàn tay của tình báo Trung Cộng, vốn đã được hoạt động gần như là tự do trên đất Việt Nam từ nhiều năm qua, đến độ công an Cộng sản Việt Nam thường xuyên lấy bóng đen an ninh Trung Quốc ra hù dọa nhiều người Việt biểu tình chống xâm lược bị bắt giữ tại các đồn công an trước đây. Cũng có người nghi ngờ rằng có bàn tay của chính phe nhóm trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã và đang phục vụ Bắc Kinh. Vì càng có nhiều bằng chứng về chủ quyền Việt Nam được in ấn và quảng bá rộng rãi thì sẽ càng khó cho nhóm này binh vực chính sách tiếp tục đàm phán song phương với Trung Cộng. Đây cũng là lý do giải thích tại sao trong những ngày qua cơ quan chức năng vẫn giữ im lặng và chưa làm rõ nguyên nhân vụ nổ cháy này. Tòa nhà trụ sở xí nghiệp bản đồ trước năm 1975 là nhà địa dư quốc gia, được xây dựng vào năm 1939 và hoàn thành vào năm 1943. Sau năm 1975, nhà địa dư quốc gia đã được đổi thành xưởng in 2 trực thuộc Cục Bản đồ do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm soát. Trung Cộng đưa sách giáo khoa làm bằng chứng chủ quyền Biển Đông, thưa quý vị, tin từ VOA. Theo tin của đài truyền hình CNN, những trang sách giáo khoa này nằm trong số các tài liệu mà Bắc Kinh đã nộp cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Ban Ki-moon, kèm theo lời yêu cầu phân phát các tài liệu này cho tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trung Cộng sử dụng những bản in từ một sách địa lý cho học sinh lớp 9 của Việt Nam xuất bản cách đây 40 năm để vận động sự ủng hộ của quốc tế trong đòi hỏi chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa. Bản tin cho biết là những trang sách địa lý đó nằm trong một tập hồ sơ bao gồm một bản đồ khu vực, công hàm năm 1958 của Việt Nam và trang bìa của một bản đồ thế giới in vào năm 1972. CNN tường thuật rằng đây là cố gắng mới nhất của Trung Cộng nhằm chứng minh chủ quyền của nước này trong một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, giữa lúc cả hai nước tố cáo tàu bè của nước kia đâm va vào tàu của mình ngoài Biển Đông. Một nhà sử học đã bảo vệ luận án tiến sĩ xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sĩ Nguyễn Nhã, xác nhận với VOA là sách giáo khoa liên hệ dành cho học sinh lớp 9 của Việt Nam có công nhận rằng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng gọi là Tây Sa là thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Đó là tâm lý khi hai miền Nam Bắc đối đầu với nhau nên sẵn sàng ủng hộ đồng chí đồng minh của mình. Nhưng nó không có giá trị trước luật pháp quốc tế vì vấn đề không có thẩm quyền để mà từ bỏ chủ quyền. Hiệp định Geneva quy định rất là rõ là Hoàng Sa thuộc chủ quyền của phía Nam. Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo Trung Cộng là vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam và tiếp tục tố cáo nhiều tàu Trung Cộng đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Thưa quý vị, các nhà phân tích cho rằng những tố cáo qua lại giữa hai nước đã làm vẩn đục lối tiếp cận lẽ ra nên có là hợp tác khu vực như đã vạch ra trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bản tin tiếp theo cho biết rừng Campuchia bị đốn ồ ạt bởi công ty Việt Nam. Tại xã Pukong ở trong tỉnh Modokiri, hẻo lánh tại miền đông bắc Campuchia, thì dân làng nói rằng cuộc mưu sinh của họ đang bị đe dọa vì mất đi những khu rừng bao quanh. Ông Vena Kruf, người dân làng cho biết, ông không thể nào ngăn chặn một công ty Việt Nam gọi là Binpok. Công ty này cho hay rằng chính phủ đã cho phép họ đốn rừng thì làm thế nào có thể phản đối được. Vì thế, người dân có thể làm gì? Mất rừng, người dân chỉ còn cách sống ở ngoài đường phố và để cho xe hơi cán cho chết vì chúng họ không, cho biết rằng họ không còn tin vào chính phủ nữa. Ông Trump Thurm là phó xã trưởng cộng đồng ất bản của đất bản xứ nói rằng, cảnh sát, giới chức lâm nghiệp và chính quyền địa phương không những chỉ làm ngơ trước vấn đề mà chính quyền là những người muốn làm hại dân chúng.
họ là những kẻ tham nhũng nhất vì nhận tiền hối lộ của công ty. Người dân không còn coi họ là chính quyền. Trong một chuyến thăm mới đây tới khu vực đốn rừng thì một nhóm phóng viên, trong đó có phóng viên của đài VOA, đã bị cảnh sát địa phương có vũ trang bằng súng AK-47 chặn đường. Vào sáng hôm sau đó thì phóng viên này lại thử vào thêm một lần nữa mà lại không được vì cảnh sát vũ trang đứng chặn đường. Cảnh sát trưởng địa phương Carl Savuk thì cho hay rằng ông chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Phó tỉnh trưởng Jim Lux thì cho biết công ty có quyền đốn gỗ, các công ty đốn rừng theo đúng luật định bởi vì họ được phép của chính phủ và họ không làm sai. Người dân là người dân mà đi đốn rừng không có phép thì gọi là bất hợp pháp. Sau đó thì ông phủ nhận là không biết gì về việc các lệnh chặn nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và các phóng viên đến vùng đốn rừng bất hợp pháp. Đài VOA cũng không tiếp xúc được với công ty đốn rừng của Việt Nam để ghi nhận lời bình luận nói trên. Phi Luật Tân và Việt Nam bị cáo buộc tham ô khi nhập gạo Việt Nam. Thưa quý vị, thời báo Manila và Inquirer đồng loạt đưa tin vào ngày 12 tháng 6, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Alcala và cựu giám đốc Cơ quan An ninh Lương thực Quốc gia Phi Luật Tân là Orlan Calayac đã ăn chia ký kết hợp đồng nhập cảng 800.000 tấn gạo từ Tổng công ty Lương thực miền Nam, tức là Vinafood 2. Tháng 4 năm nay, thì một số nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Lương thực Phi Luật Tân cùng với Bộ trưởng Nông nghiệp Alcala đã tham gia việc sắp xếp hợp đồng mà Vinafood 2 trúng thầu. Vụ chia chác 24 triệu Mỹ kim được cho là do nâng giá vận chuyển cao hơn giá thị trường 30 Mỹ kim mỗi tấn. Hiệp hội bán lẻ đô thị Manila đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Thanh tra Phi Luật Tân. Hiệp hội cho rằng không có lý do nào để nhập cảng gạo trong khi đất nước đang thừa nguồn cung cấp. Hợp đồng được ký kết vào tháng 4, tức là giữa mùa cao điểm của vụ thu hoạch của Phi Luật Tân và rõ ràng đã cướp đi một khoản lớn tiền của chính phủ vốn có thể được dùng vào những dự án và dịch vụ hữu ích hơn. Phản ứng về thông tin này thì ông Huỳnh Thế Năng là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam nói với VN Express rằng đó là chuyện nội bộ của Phi Luật Tân, hãy để cho quốc gia này tự giải quyết và ông không có bất kỳ lời giải thích nào. Thưa quý vị, đây là cáo buộc tham nhũng thứ tư nhằm vào Bộ trưởng Nông nghiệp Phi Luật Tân và là cáo buộc thứ hai liên quan tới các hợp đồng mua gạo với Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2013, thì ông này bị cáo buộc nhận hối lộ 10 triệu Mỹ kim từ phía Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Tiếp theo là một phóng sự từ Việt Nam, kính thưa quý vị. Tổ chức Dân Oan miền Nam chính thức đổi tên và tuyên bố mở rộng ý nghĩa đấu tranh. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, Khối Dân Oan miền Nam đã chính thức đổi tên cho mình và mở rộng ý nghĩa tranh đấu. Giờ đây, ngoài việc đấu tranh, tố cáo tội ác cướp đất đai của chính quyền, Dân Oan miền Nam sẽ còn góp tiếng nói cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, bên cạnh các tổ chức xã hội dân sự khác. Khối Dân Oan miền Nam hiện nay đang có đại diện là chị Trần Ngọc Anh, một trong những thành viên đấu tranh kiên trì và cũng bị Công an Cộng sản Việt Nam đánh đập dã man nhiều lần. Hiện nay, tên gọi chính thức của Khối Dân Oan miền Nam là Phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu Việt Nam, tức là mối quan tâm của phong trào sẽ trải rộng cả nước chứ không dừng ở miền Nam. Trong hội luận và cam kết với bên ngoài, Phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu Việt Nam cho biết, trong mọi trường hợp đi biểu tình, các thành viên của phong trào sẽ không bao giờ mang theo cờ đỏ sao vàng vì Dân Oan xem đó là lá cờ gây nhiều tội ác, bán nước, nô lệ và tàn hại nhân dân. Việc tuyên bố này cũng nhằm làm rõ việc xuống đường, không trùng lẫn với các nhóm biểu tình chống Trung Quốc mang cờ mái được Nhà nước Cộng sản Việt Nam trả tiền nhằm cứu vãn danh dự cho chế độ. Đánh dấu cho sự kiện này, như video quý vị đang theo dõi, một nhóm Dân Oan với sự điều phối của chị Trần Ngọc Anh đã tổ chức biểu tình nhanh trước Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Trong một cuộc biểu tình, phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu Việt Nam đã hô to cho các khẩu hiệu đả đảo Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nhấn mạnh tinh thần hy sinh bảo vệ đạo Pháp của cụ bà Lê Thị Tuyết Mai, Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cụ bà đã hy sinh để phản đối Trung Cộng, phản đối việc Nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp lòng yêu nước của dân chúng, cũng như nguyện cầu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vốn đã bị Cộng sản Việt Nam đàn áp không thương tiếc từ sau năm 1975 cho tới nay. Được biết trước khi đó là phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu Việt Nam, thì các phong trào đấu tranh của Khối Dân Oan đã luôn là cái gai trong mắt chế độ Cộng sản Việt Nam. Dù tức giận và đàn áp, Cộng sản Việt Nam vẫn không sao ngăn chặn được, cho dù thành viên của phong trào Liên đới Dân Oan Tranh đấu Việt Nam đa số chỉ là phụ nữ.
việc tuyên bố tôn chỉ và tên gọi của phong trào liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam một lần nữa làm cho Công an Cộng sản Việt Nam lo sợ vì phong trào đấu tranh này ngày càng vững mạnh và liên kết chặt chẽ và có chính nghĩa. Trước ngày 10 tháng 6, tại Hà Nội, có hơn 2.000 dân oan cũng đã bí mật hẹn nhau đổ về ngập tràn Hà Nội để đòi giải quyết những vụ cướp đất mà chính quyền đã cố ý làm lơ từ nhiều năm nay. Nghệ sĩ Xuân Phát qua đời tại Santa Ana, thọ 82 tuổi. Thưa quý vị, danh hài Xuân Phát vừa qua đời vào lúc 11h15 phút tối thứ Tư 11 tháng 6 tại Bệnh viện Coastal Community Hospital Santa Ana, hưởng thọ 82 tuổi. Theo bà Lisa Lệ Nguyễn, phu nhân của người quá cố, ông Xuân Phát bị bệnh tim nhiều năm, nhờ tập luyện dưỡng sinh và ngồi thiền nên sức khỏe ông có phần ổn định. Nhưng khoảng 22h30 phút, bà Lisa Lệ phát hiện ông nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, bà vội gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện, nhưng khi vừa đến nơi thì ông đã tắt thở. Danh hài Xuân Phát là thân phụ của tài tử Dustin Nguyễn, từng đóng nhiều phim của Hollywood và Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Xuân Phát, sinh ra tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Sau khi sang Hoa Kỳ, nghệ sĩ Xuân Phát vẫn thỉnh thoảng đóng phim, trong đó có một số phim đóng chung với người con trai lớn. Nghệ sĩ Xuân Phát là một cây cổ thụ trong vườn nghệ thuật sân khấu. Không riêng về diễn xuất, Xuân Phát còn là một soạn giả có hướng đi riêng rẽ, đóng góp cho nghệ thuật cải lương, loại tuồng mới lạ. Theo nhà văn Ngành Mai thì có hai vở hát xã hội ăn khách của ông, đó là Tình Chú Thòn và Tình Anh Bày Trà. Hai vở hát đã đưa lên sân khấu hình ảnh thực tế trong xã hội Việt Nam. Một gia đình người Hoa có vợ Việt và một gia đình người Ấn Độ có vợ Việt đã gây thích thú cho khán giả. Theo gia đình cho biết thì linh cữu của nghệ sĩ Xuân Phát được quàn tại Peak Family Funeral Home Westminster. Chương trình thăm viếng là ngày thứ Bảy, 14 tháng 6 từ 12 giờ trưa tới 6 giờ chiều và ngày Chủ nhật 15 tháng 6 từ 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng. Di quan vào lúc 12 giờ trưa và sau đó hỏa táng. Đài truyền hình SPDN thành kính phân ưu cùng gia đình nghệ sĩ Xuân Phát. Kính thưa quý vị, đến đây một lần nữa chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin tức. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số các tin liên quan trên thế giới. Mời quý vị nhớ đón xem.